Xin chào tất cả mọi người. Video này mình sẽ hướng dẫn cho mọi người cách đánh con tiểu hoàng long, con rồng cuối cùng trong bốn con boss phụ của game. Trước tiên chúng ta vào phần trang bị. Trang bị thì mọi người sử dụng cho mình cái giáp sau khi đánh xong Hoàng Mi Chapter 3. Thì cái giáp này mọi người hiểu đơn giản thôi là khi gây sát thương chí mạng ấy, nó sẽ hồi pháp bảo với lại chiêu tinh phách cho mọi người. Tiếp theo là phần côn. Chắc chưa tới giai đoạn gặp con tiểu hoàng long, mọi người đang sử dụng cây côn này. Mình khuyên mọi người nên sử dụng, nó cộng thêm 5% tỷ lệ bạo kích. Pháp bảo thì mọi người sử dụng Định Phong Châu ở chapter 2 sẽ phá đòn của tiểu hoàng long. Tiếp theo là phần tinh phách. Tinh phách thì mọi người sử dụng cho mình cái con chim băng này nhé. Con chim này mình sẽ để dưới phần mô tả vị trí lấy của nó. Mọi người có thể sử dụng con dơi này nhưng mà nguyên khí của nó quá cao cho nên là chúng ta tích rất là khó. Rồi, ở phần căn cơ thì mọi người để ý cho mình cái điểm xây côn nhé, nó sẽ tích cho mọi người rất nhiều điểm nổ côn. Côn pháp thì mọi người cộng cho mình cái đòn chống, chỉ cộng đơn giản như thế này thôi. Chống khi hết thể lực sẽ không bị ngã và có thể uống rượu khi mà mình chống. Và phải full đúng 4 điểm nổ côn này nha. Ở đây thì giảm thể lực khi chúng ta chống gậy. Đấy, cứ cộng như mình là được. Tiếp theo là định thân. Mọi người cộng cho mình full để mà tăng thêm thời gian cho kẻ địch bị định thân nhé. Chúng ta sẽ xây côn được nhiều hơn. Thân pháp thì tụ hình tán khí thôi. Mao hầu thì cứ để bình thường. Và quan trọng nhất là ở cái phần biến hóa. Mọi người sử dụng cho mình con bạch tuộc. Con này hệ băng và gây thêm sát thương từ các đòn tấn công là băng. Và đây là vị trí lấy phép biến hình. Rồi, chỗ này là chỗ có con boss bạch tuộc này. Ok, con này vừa xuất hiện rồi nó sẽ ăn sát thương lửa không? Sẽ thấy một chút xíu là trên đam. Rồi, đây con cái là hồi tinh khắc lại tăng thêm nổ công. Vậy nó cũng nhanh thế nhờ. Nổi rồi. Nhà mình quên mất là uống thuốc kháng băng nè. Con này đánh mọi người uống thuốc kháng băng rồi nhé, để giảm sát thương băng rất là nhiều. Nó gây ra mọi người sẽ gần như là sẽ thấp hơn đấy, còn nếu mọi người không uống thuốc kháng băng thì ok chạy hay lắm, thì kiểu mọi người sẽ ăn lượng đam rất lớn từ nó, nếu uống thuốc kháng băng thì mất lượng. Ok, phải thế là xong. Khá là chật vật. Rồi sau khi lấy đầy đủ đồ nghề rồi chúng ta bắt đầu đánh boss thôi. Trước tiên, mọi người sử dụng cho mình phép phân thân. Mọi người có thể dùng thuốc cũng được và không dùng thuốc cũng không sao. Sử dụng phép phân thân. Sau đó là tiến tới boss. Đấy, nó sẽ chọt như thế này và xoay. Mọi người sử dụng cho mình tinh phách. Cứ để lốc xoáy tới gần, mọi người xoay côn. Xoay nhiệt tình rồi nhé, xoay hết mình. Đấy, đóng băng cứ xoay. Xoay để hồi điểm tinh phách. Đây, điểm tinh phách chúng ta đang hồi rất là nhanh. Và khi hồi chúng ta phải sử dụng ngay lập tức. Hồi là sử dụng ngay, cứ hồi là sử dụng nhé. Ấy lại đóng băng nữa này. Đấy, sử dụng tiếp. Cứ spam cho mình. Rồi, chúng ta lại tiếp tục quay côn. Đấy, mọi người đừng dùng phép định thân gì cả. Giai đoạn đầu con này nó không có quá quậy đâu. Đấy, cứ từ từ để hồi phép mình lại xài tiếp thôi. Nhớ giữ khoảng cách kẻ bị phá phép. Đấy, nếu thấy khó khăn quá thì có thể sử dụng tụ hình tán khí. Rồi, tiếp theo là đóng băng tiếp và quay côn. Mình chỉ cần quay côn thôi, không cần đánh thường cả. Quay côn thôi nó cũng chết rồi. Vừa hồi là lại tiếp tục sử dụng. Rồi lại xây côn.
hãy cứ bám theo xe côm nhé. Rồi mọi người cẩn thận, kẻo nó phá cái đòn chiêu tinh phách của mọi người, nên là cẩn thận. Đấy, mình có thể sử dụng chống gậy để dễ thở hơn. Rồi tiếp tục quạt gió tiếp. Rồi lại quay côn. Đấy, khi đầy rồi mọi người giữ khoảng cách với nó mình mới sử dụng nha. Kẻo bị phá chiêu ấy, bị phá chiêu là mình bị mất chuỗi combo ấy. Rồi xoay côn. Nếu đoạn này mọi người thấy khó quá mà điểm tinh phách của mọi người chưa đầy thì mọi người có thể sử dụng định thân. Đây là nút phép định thân hoạt động này. Đấy, định thân và tiếp tục quay côn. Hồi thì mọi người lại tiếp tục sử dụng. Vừa hồi là sử dụng ngay. Để lao vào quay côn. Đấy, mọi người để ý khúc này. Lúc này Tiểu Hoàng Long vào một cái chiêu cực kỳ khó chịu. Lúc này mọi người nhanh tay nhấn cho mình pháp bảo Định Phong Châu để phá cái chiêu này đi. Đấy, phá chiêu. Thì như thế thì Tiểu Hoàng Long sẽ không vào cái combo khó chịu nữa. Đấy, mình cứ bình thường thôi. Lại tiếp tục vào Seiko. Đấy, hồi chiêu thì lại giữ khoảng cách. Đấy, tụ hình tán khí nếu cảm giác thấy quá khó ấy. Rồi sẽ lại tiếp tục quạt lóc và chạy vào Seiko. Đấy. Và pháp bảo cũng đang hồi rất là nhanh nha. Không chỉ riêng gì điểm tinh phách. Rồi giữ khoảng cách. Rồi lại tiếp tục quạt gió thôi. Xây côn tiếp. Chỉ cần xây côn thôi. Không cần phải làm gì cả. Đấy, nếu như mọi người thấy khó quá thì có thể dựng gậy lên. Có thể uống cả rượu trên gậy nữa. Cho nên là rất dễ thở. Đấy, định thân lại xây côn để tích lại nộ. Nộ côn ấy. Đấy, cảm giác đủ rồi. Bắt đầu mình lại quạt gió tiếp. Rồi mình lại lao vào xây côn. Đấy, dùng Định Phong Châu. Đấy, nếu như mà mọi người dùng không kịp ấy, thì mọi người hóa thân ngay. Đấy, đoạn này hóa thân nhưng mà chả hiểu sao nó đóng băng lên trời vậy ta. Để không sao cả, cứ đánh thôi. Rồi, hóa thân. Nó sẽ đập rất nhiều lần, rồi sát thương rất là khủng. Rồi, sử dụng tụ hình tán khí ngay. Đấy, thế là hết chuỗi combo. Rồi, chúng ta lại tiếp tục vào xây côn. Quạt gió. Đấy. Và vào xây côn. Và thế là xong. Chúc mọi người thành công nhé. Nếu mọi người thấy video này hay và bổ ích, cho mình xin một like và đăng ký. Cảm ơn mọi người rất nhiều. Bye bye.